Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món chân gà ngâm sả tắc. Để làm món chân gà ngâm sả tắc thì các bạn cần chuẩn bị cho mình khoảng 300 g chân gà nhé, 6 cái các bạn ạ. Và các bạn là để ngâm sả tắc thì chuẩn bị này, tắc hoi quất non các bạn nhé, từ 10 đến 15 quả, 3 cây sả, một củ tỏi các bạn bóc ra cho mình, ớt một quả, ít lá chanh, một củ gừng và mắm, đường và giấm thì chút nữa mình sẽ nói sau các bạn nhé. Trước tiên thì các bạn sẽ đi làm cho mình về cái phần chân gà nhé. Mình sẽ dùng kéo để mình cắt bỏ cái phần móng của chân gà đi nhé. Chân gà thì chúng ta phải làm sạch bằng nước muối rồi. Đây các bạn là cái phần chân gà nhé, mình sẽ dùng kéo này, mình sẽ bấm bỏ cái phần móng đi nhé. Khi chúng ta ăn ấy, nó sẽ không bị vướng vào. Đấy, bạn cắt bỏ cho mình cái phần móng này đi. Các bạn là thái cho mình phần tỏi ra nhé. Bạn nào mà mua tỏi Trung Quốc ấy thì nó sẽ to hơn tỏi ta mình nhé. Tỏi ta mình thì nó bé. Xả các bạn là thái nát ra cho mình. Gừng các bạn thái sợi ra nhé. Ớt các bạn là thái ra cho mình. Lá chanh các bạn là thái ra cho mình nhé. Phần tắc các bạn là cũng thái ra. Phần chân gà các bạn là chặt ra làm đôi cho mình. Các bạn là cho mình một cái nồi lên bếp và mình cho chân gà vào nhé. Thì cho nước vào để nguội lên ạ. Ngập phần chân gà này. Đây ạ, khi cho chân gà vào rồi thì các bạn cho mình một ít sả nhé. Sả vào và một chút gừng nữa để mình luộc. Và cho vài hạt muối vào. Mình sẽ luộc chín cái phần chân gà này lên nhé. Đây các bạn luộc cho mình khi cái phần chân gà này chín ra là được nhé. Và mình chuẩn bị một ấu nước lạnh để mình sẽ vớt cái phần chân gà này ra nhé.
Đây các bạn, mình chuẩn bị một ô nước lạnh nhé, và khi sôi lên thì mình sẽ vớt ra. Chân gà chín mình vớt ra nhé. Đây các bạn, là vớt hết cái phần chân gà ra nước lạnh cho mình. Thì khi mình đã vớt ra nước đá rồi nhé, và các bạn để nguội cho mình, sau đó thì mình lại vớt ra để cho nó ráo nước nhé. Khi mình cho vào nước đá như thế này ạ, thì nó sẽ xe cái mặt cái phần chân gà ấy, khi chúng ta ăn ấy, thì nó sẽ không bị nhớt nhé, không bị dính tay. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái xoong và mình cho vào đây khoảng 400 ml nước nhé, để mình đun lên, và 50 ml nước mắm. Giấm đấy ạ, các bạn sẽ cho mình phần giấm gạo này nhé. Mình cho vào đây khoảng 2 thìa canh giấm gạo trắng này. Mình cho một thìa cà phê muối, hay gọi bột canh cũng được các bạn nhé. Và các bạn cho mình đường. Mình sẽ cho vào đây một thìa canh đường nhé. Đấy, một thìa canh đường. Bạn hòa tan và mình sẽ đun lên nhé. Mình sẽ đun sôi như này. Bạn hòa tan cho mình nhé. Mình đã đun sôi rồi và các bạn tắt bếp đi để mình để nguội. Mình chuẩn bị cái tô để mình cho phần chân gà vào các bạn nhé. Đây các bạn, cho mình tỏi này, gừng này, lá chanh này, phần sả, phần ớt nhé. Và không thể thiếu nữa là phần tắc các bạn ạ. Nhìn rất chi là hấp dẫn. Và bây giờ mình sẽ cho phần nước nữa vào. Nước mình đã đun đây ạ, nước mắm ạ. Là sẽ xong rồi ạ. Khi phần nước mình đun đã nguội bớt nha các bạn nhé, hơi ấm thôi, mình sẽ cho vào để ngâm. Bạn cho đấy, khi mình đun nước như thế này là phần chân gà đã ngập nước như thế này là được nhé. Đấy, như vậy là mình đã có món chân gà ngâm sả tắc các bạn nhé. Và các bạn ngâm cho mình chỉ cần một ngày thôi là chúng ta có thể bỏ ra để mình ăn cái món này nhé. Rất chi là đơn giản mà lại ngon. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình ạ. Mình để nguội hẳn rồi mình đậy lại nhé, một ngày sau chúng ta sẽ lấy ra để ăn được ạ. Bạn cất đi cho mình nhé, cần một ngày là mình lấy ra để mình có thể có món chân gà ngâm sả tắc như thế này, có chua chua cay cay mà lại ngọt nhé.